Ok, chào mừng quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Thì hiện tại đứng cạnh mình đây đang là Honda City phiên bản top, phiên bản cao nhất trong hai phiên bản được ra mắt và được phân phối hiện nay của Honda City tại thị trường Việt Nam. Thì Honda City đã từng là một chiếc xe có thể nói là cạnh tranh sòng phẳng với Toyota Vios tại một thời điểm. Tuy nhiên thì theo cái doanh số bán hàng mới nhất tại tháng 6 2019 thì trong khi Toyota Vios bán đến 3.400 xe thì Honda City chỉ khiêm tốn với mức là hơn 700 xe. Thì ok, mình cùng tìm hiểu nhanh qua chiếc xe này để xem nó có cái gì mà đã từng hay là từng là một cái đối thủ gì đó rất là nặng ký và là một sự lựa chọn không thể bỏ qua được trong cái phân khúc xe gia đình 5 chỗ và mức giá từ 5 đến 700 triệu. Thì tổng thể thì Honda City vẫn giữ được cái nét thiết kế rất là đặc trưng của Honda, cái đầu lưới tản nhiệt và cái logo Honda to bản như này. Đấy. Với phiên bản, hai phiên bản đang Honda City đang là chiếc xe duy nhất được lắp ráp tại thị trường Việt Nam hiện nay tại nhà máy ở Vĩnh Phúc. Thì phiên bản này đang là phiên bản cao cấp nhất hay được gọi là Honda City Top, và phiên bản còn lại thì là phiên bản Honda City CVT. Mức giá thì hiện nay Honda City Top đang được niêm yết với mức giá là 599 triệu. Tùy thời điểm hay chương trình khuyến mại thì mình sẽ đề cập ở phía sau của video. Ok, về phần đầu xe thì giống như ở trên video trước mà mình nói về Honda Brio thì Honda City hiện nay nếu như so với phiên bản trước thì ngoại thất có thể sẽ không có nhiều sự khác biệt. Đấy, vẫn là logo Honda to bản như này. Cái phía trước này mình đánh giá thiết kế thì cũng đẹp thôi nhưng nó không thật sự mang lại quá nhiều cái hiệu quả. Có thể nhìn thấy ngay ở đây. Xe Nhật mà cũng ưu tiên về thứ nhất là vận hành an toàn, tiết kiệm. Đấy, thứ hai là không quá cầu kỳ, không quá là công nghệ. Ví dụ như trên Ford EcoSport mình từng nói cái mặt ca lăng nó không giống xe Mercedes nhưng tuy nhiên nó cũng có hệ thống tự động đóng mở để giúp được tối ưu được cái nhiệt độ mà để xe vận hành tốt hơn, cũng một phần là tiết kiệm hơn. Tuy nhiên thì Honda City phiên bản cao cấp nhất hiện nay thì cũng rất là hay khi được trang bị hệ thống đèn pha cốt hoàn toàn là full LED. Kể cả đèn sương mù ấy, cũng là đèn LED luôn. Sương mù nó là một điểm rất là hay ở trên Honda City. Đèn tích hợp rẽ xi nhan thì cũng được đặt luôn ở trong này. Và quanh đây thì vẫn có giải đèn LED ban ngày. Đây, thiết kế nó rất là đẹp. Honda thiết kế đèn cực kỳ đẹp luôn, rất là mê. Giống như Honda Brio thì đèn xi nhan ở bên này cũng được tích hợp luôn ở trên gương chiếu hậu. Ok, về phần thân xe thì tuy được tích hợp cái hệ thống để nổ start stop, tuy nhiên Honda City cũng không được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh, thì vẫn có lẫy cha chìa hay là nút bấm khóa xe ở đây thôi. Về phiên bản này thì cái thiết kế cái bậc như này của Honda hay là cái nẹp thanh cửa này cũng khá là dễ độ và cũng có nhiều gói độ phụ kiện kèm theo. Nhưng ở trên phiên bản này, đây là phiên bản nguyên bản và không lắp thêm phụ kiện gì cả. Đấy, thì ok, về lốp ở trên Honda City thì cái la răng của Honda City ở trên phiên bản cao cấp nhất này là la răng 16 inch, la răng đa chấu. Tuy nhiên thì Honda City hiện nay đang cố gắng thoát khỏi cái ngôn ngữ thiết kế Honda City hiện nay đang cố gắng thoát khỏi cái hình bóng hay là quan niệm trước nay về một chiếc xe Nhật. Ok, về phần đuôi xe thì như mình có nói, Honda City hiện nay đang Honda hay Honda City nói chung hiện nay thì đang cố gắng đưa mình thoát khỏi cái quan niệm của người Việt về một chiếc xe Nhật với cái ngôn ngữ thiết kế phải nói là rất là đẹp. Ngay ở phần đèn hậu này,
Đèn hậu trên City cũng rất là đẹp nhá. Nhưng tuy nhiên hơi tiếc một tí thì xe Nhật mà vẫn tiết kiệm thì bóng ở trên này vẫn sử dụng bóng halogen thôi. Tuy nhiên thì cái trang trí ở đây, mạ chrome hay là những cái chi tiết biểu hiện thông số này thì mình cũng đánh giá khá là ổn cho một chiếc xe với cái tầm tiền bỏ ra như này. Thì cốp của các dòng xe Honda hiện nay thì mình thấy nó cũng phải nói là rất là rộng, rộng cực kỳ luôn. Và ở đây được trang bị luôn, đây mời bạn lại gần đây, bạn lại gần đây để nhìn cho rõ. Cốp rất là sâu đấy, kể cả như này, bộ đồ cứu hộ ngay trong này, lốp dự phòng ở đây luôn đấy. Đây là tiêu chuẩn rất Nhật, tiết kiệm tiện nghi. Thông với hàng ghế sau thì ở đây đã được trang bị kéo luôn ở đây cái hàng nhá, đơn giản thôi. Bây giờ gần như xe của Honda nào ghế sau cũng sẽ thông luôn với cốp để tối ưu được cái khả năng chở đồ và cũng như là cái diện tích mà mình sử dụng. Thì phía bên này nó là tem xanh đăng kiểm cấp cho Honda City về mức tiêu thụ. Ok, mời bạn lại gần đây để nhìn cho rõ này. Thì Honda City phải nói là từng là một đối thủ nặng ký của Toyota Vios cùng thương hiệu Nhật. Cái mức tiêu thụ ở trên Honda City nó chỉ rơi vào khoảng 6 lít cho 100 km đường kết hợp, số CVT vô cấp mà. 8 lít này ở trong đô thị thì mình nghĩ nó sẽ du di lên khoảng từ 8 lít rưỡi đến 9 lít cho quý khách hàng chân to hay là đường hay tắc thì nó sẽ thực tế và nó sẽ hợp lý hơn. Còn Honda City về bản chất nó vẫn là một chiếc xe trong đô thị phải nói là cực kỳ tốt. Ở đây với cái tầm giá 600 triệu chưa bao gồm khuyến mại nhé, thì khi đặt mua Honda City các bạn được gì? Được một không gian nội thất ở hàng ghế thứ hai phải nói là rất là rộng, cực kỳ là rộng. Một người cao 1m8 như mình ngồi ở trong này với cái vị thế ngồi khá là thoải mái thì ok. Khoảng cách này thì không nói rồi, có thể ở ghế này nó đang chỉnh hơi cao một chút. Còn khoảng cách đầu thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 7 phân, mình nghĩ là còn 5 đến 7 phân. Nhưng cái cửa gió điều hòa ở ghế thứ hai này phải nói là rất là đáng khen cho Honda City. Không phải trên mẫu xe nào trong cái tầm giá này cũng được trang bị hệ thống cửa gió điều hòa đằng sau như này, rất là tiện. Mình đánh giá cái này cao hơn những cái cổng sạc hiện nay mà được trang bị ở trên các mẫu xe khác. Ok, vào phần nội thất ở phía người lái. Toàn bộ chiếc xe sẽ được thể hiện đây. Ở đây thì vẫn là hệ thống lên kính xuống kính, khóa cửa cơ bản thôi. Bất kỳ chiếc xe Nhật nào cũng sẽ được trang bị. Tuy nhiên thì Honda City đang được thiết kế mình thấy rất theo phong cách tiêu chuẩn Nhật, khá là gọn, khá là hợp lý. Ví dụ như một nút chờ ở đây, được cân bằng điện tử, cảnh báo cảm biến, điều chỉnh có cả chế độ lái tiết kiệm Eco ở đây nhá, điều chỉnh gương hay là vô lăng của Honda City thì khá là đơn giản thôi nhưng mà vẫn đầy đủ cruise control này, điều khiển âm lượng hay điều chỉnh nhạc. Cái mình thích ở trên Honda City hay là các mẫu xe Honda bây giờ thì như mình nói, cái thiết kế đang hướng đến những khách hàng trẻ tuổi và muốn khẳng định cá tính thì cái lẫy chuyển số trên vô lăng này cũng rất là hay, mà hiện nay thì một vài các hãng khác cũng có thể để ý. Nhưng ở trên một chiếc xe Nhật như này mình đánh giá rất là cao. Xi nhan hay gạt mưa thì vẫn như các xe khác thôi. Ok, có thêm một cái nút mở cốp khá là tiện ở ngay đây, nhưng mà tuy nhiên thì ghế nó vẫn là ghế chỉnh cơ bình thường thôi, chưa có ghế chỉnh điện, cũng là trên bản cao cấp nhất. Ok, về nội thất thì Honda City được trang bị một màn hình của Sony
6,8 inch, to hơn ở trên phiên bản Brio một chút. Vẫn đầy đủ trang thiết bị, như đây nó có sẽ bao gồm cổng USB, HDMI, hệ thống điều hòa ở trên Honda City sẽ điều hòa tự động. Trên phiên bản top này sẽ điều hòa tự động và điều chỉnh hoàn toàn bằng đèn, điều chỉnh hoàn toàn bằng cảm biến. Ok, các cổng sạc thì vẫn được trang bị ở đây thôi, khá là đầy đủ. Hộp số hay phanh tay, có bệ tì tay ở đây, không giống như em trai Brio của nó, rất là thích cái bệ tì tay như này. Hệ thống khởi hành start stop bằng nút bấm trên phiên bản cao cấp nhất, rất là tiện. Cái cốp này thì mình thấy nó hơi nhỏ, nó hơi chật so với một chiếc xe đến 600 triệu, hơn 600 triệu lăn bánh như này. Còn lại thì vẫn khá là cơ bản thôi, gương chiếu hậu tự động chống chói, hệ thống hai cửa gió điều hòa. Những cái chi tiết mạ chrome như này cũng rất là đẹp, cũng rất là sang ở trên một chiếc xe Nhật. Ok, có lẽ mình chuyển qua một chút về phần động cơ. Ok, về phần động cơ thì trên Honda City này thì được trang bị chung một hệ thống động cơ, đó là động cơ 1.5 lít sản sinh công suất hiện nay thì ở mức chấp nhận được, nó đang rơi vào khoảng 118 mã lực. Mô men xoắn thì không quá cao, 150 thôi, máy xăng mà. Nhưng mà tuy nhiên thì 118 mã lực tại vòng tua đến 6.600 vòng thì cũng khá là khét. Vì như mình có review ở trên Focus, có thể nói đối thủ của một đối thủ khá là quen của Honda City, nó là Focus Gen. Trang bị ở trên Focus Gen thì nó là 1.5 EcoBoost đến 180 mã cơ. Thì ok, ở trên Honda City này, mời bạn ở đây, Honda City này thì trang bị động cơ i4 16 van 118 mã lực. Cái phần tiêu thụ nhiên liệu thì mình có nói qua rồi, khá là ok thôi, tiêu thụ rất là ít. Ok, tiêu thụ thì khá là tốt, tuy nhiên thì mình thấy cái vì là xe lắp ráp mà, cái cách nhiệt ở đây nó là một cái chất liệu gì đó hơi khó tả một tí, nó không thật sự tốt như là ở trên các mẫu xe khác. Vì Honda City từ trước đến giờ cái nhược điểm khá là lớn của nó là tiếng ồn cho Honda City ở trong xe cũng khá là lớn. Tất nhiên rồi, vì tầm giá từ 500 đến 700 thì bất kỳ chiếc xe nào cũng sẽ có cái độ ồn như vậy thôi. Nó cái đấy là điều không thể tránh được khỏi. Về an toàn ở trên Honda City thì nếu như xét trong tầm giá thì chỉ có Ford Focus hiện nay là có thể trước nó là chiếc xe an toàn nhất ở trong cái tầm giá từ 500 đến 700 triệu. Thì trên Honda City phiên bản top này được hơi tiếc một tí là nó không có cảm biến phía trước như này. Đấy, còn lại thì xe được trang bị rất là tối ưu, rất là ưu việt nếu mà xem trong tầm giá. 6 túi khí cho phiên bản cao cấp nhất, và đi kèm với đó là hàng loạt hệ thống an toàn tiêu cơ bản và tiêu chuẩn, rất là tiêu chuẩn hiện nay, như phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc, phanh hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Theo mình cảm nhận thì những cái trang bị mà an toàn ở trên Honda City nó là một cái yếu tố có thể nói là then chốt và để cạnh tranh với Toyota Vios tại thời điểm hiện nay. Vì khách hàng hiện nay cũng rất là ưu tiên về cái vấn đề an toàn trên xe. Về phía sau thì Honda City được trang bị camera lùi 3 cấp bậc hiển thị, đi kèm với đó là 4 cảm ứng sau xe. Đấy. Thì những cái cảm biến này giúp quý vị các khách hàng lùi xe nó cũng dễ dàng hơn. Đây, 4 cảm biến và cam lùi được trang bị ở đây. Như mình thấy thì ở trên Honda City này gần như đang là chiếc xe trong cái phân khúc được trang bị tính năng an toàn ok và đáng để mình đầu tư bỏ tiền ra sở hữu chiếc xe này. Ok, thì trên đây mình vừa gửi tới quý vị các bạn
review nhanh về chiếc Honda City phiên bản cao cấp nhất, Honda City Top. Hiện nay đang có giá niêm yết là 595 triệu đồng hoặc là 599 triệu đồng tùy vào màu và tùy vào thời điểm quý vị các bạn đặt hàng mua. Thì mọi chi tiết hay mọi nhu cầu đánh giá hay cần so sánh giữa các phiên bản, các dòng xe, chương trình khuyến mại tại thời điểm quý khách hàng lấy xe thì có thể comment ở phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline của mình ở trên video và phần mô tả. Nếu quý khách hàng cảm thấy video bổ ích và ủng hộ kênh phát triển thì vui lòng cho mình một like, share và subscribe. Xin cảm ơn.